Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Saduka Camera Computer. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn phần mềm SAM, là một chương trình mã nguồn mở máy chủ web đa nền được phát triển bởi Apache Brain. Trên SAM thì chúng ta có thể sử dụng được tích hợp sẵn như Apache, PHP, MySQL hoặc là FTP Server. Và bây giờ chúng ta cùng tải về để cài đặt nhé. Để tải về bạn từ khóa là SAM download, rồi sau đó bạn click vào trang đầu tiên là apachebrain.org. Ở đây có nhiều phiên bản cho Linux, cho iOS. Đây bạn chọn phiên bản dành cho Windows nha. Sau khi tải về xong thì bạn nhấn Run Administrator để cài đặt. Lúc này hệ thống thông báo qua mình là không cho phép ghi ở trên nội địa C thư mục RAM file. Lúc này bạn giảm cái quyền xuống để cho phép phần mềm ghi và tiếp tục cài đặt. Rồi tiếp tục bạn chọn OK, chọn English, sau đó nhấn Next để tiếp tục cài đặt nhé. Quá trình cài đặt diễn ra trong một vài phút đấy các bạn. Ở đây thì SAM, bạn dùng SAM thì nghĩa là dùng máy tính local, mạng nội bộ của công ty, hoặc là chung là mạng LAN nội bộ, không có dùng public trên internet như các website thông thường khác. Đây quá trình cài đặt này gần hoàn tất rồi các bạn. Rồi bây giờ bạn nhấn tiến hành hoàn tất nhé. Ở giao diện của SAM là các bạn để sử dụng, các bạn nhấn Start Apache và MySQL là hai cái căn bản để web có thể hoạt động được. Ở đây mặc định thì file cấu hình này để có bạn có thể chỉnh lại cái port dịch vụ của web đó nhá. Ở đây mặc định port của web là 80. Ở đây tôi chỉnh lại là 7777. Sau đó các bạn share lại. Đây hai dịch vụ các bạn tạc lại hai dịch vụ bạn vừa mới chỉnh lại. Để kiểm tra xem bạn đã cài đặt đúng chưa thì bạn truy cập vào địa chỉ localhost 2 chấm cái cộng mà bạn cộng mặc định là 80, cộng mặc định hoặc là cộng mà bạn mới chỉnh đây là vô số 7. Bây giờ đến đây là hết. Thay mặt chương trình, kính chúc quý vị có một cơ thể khỏe mạnh, một trái tim bao dung và một tâm hồn lương thiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.